Xin mời chào tất cả các bác. Thì hôm nay em có test đó là một chiếc máy lưng tiếng DBX-EX3000 Flute. Bản này thì nó sẽ thêm cả cổng cao su và nó sẽ là mặt màu trắng các bác nhé. Thì sản phẩm này em có test cho là bác Tùng, bác ở trại câu Lê Chân Hải Phòng. Bác có lấy bên em đó là một chiếc chiếc máy lưng tiếng này. Thì cũng theo nhu cầu của bác là bác muốn bên em phối ghép coi như là vang, lưng tiếng và đẩy. Thì để hướng dẫn các bác cái cách chỉnh, cái cách ghép nối và cái cách làm sao mà chỉnh cắt được, giảm được hú trên những chiếc máy lưng tiếng này các bác nhé. Thì những cái đơn giản này thì nhiều bác cũng có thể là chưa thể tìm hiểu ra và cũng chưa thể hiểu được về các chức năng của máy lưng tiếng. Thì đối với những chiếc máy lưng tiếng này, các bác có thể ghép sau hoặc ghép trước những con vang. Nếu như các bác cảm thấy đường mic của gia đình nhà mình ok nhưng cảm thấy đường nhạc nó hơi bị đuối, hơi bị kém mà các bác muốn tăng bass, tăng check lên thì các bác có thể ghép nối với những con nâng tiếng này, ghép trên những chiếc vang các bác nhé. Và nếu như các bác muốn chỉnh cả phần mic của mình và chỉnh cả phần nhạc thì các bác sẽ ghép nối sau những con vang này để nó có thể lưng được cả tiếng mic của mình lên. Rất là hay và rất là mượt mà các bác nhé. Với những sản phẩm này thì như các bác có thể nghe thấy đây, khi sử dụng đầu tiên là về phần nhạc đấy, các bác có thể nghe thấy khi không qua máy lưng tiếng đấy, và qua đấy, tiếng bass, tiếng jack thì nó rất là rõ ràng và rất là tách bạch hơn nhiều so với khi không sử dụng qua máy lưng tiếng các bác nhé. Tiếng bass, tiếng jack nó lưng lên cực kỳ là mạnh luôn và rất là hay đấy, các bác có thể thấy được độ thay đổi của nó, thay đổi của phần nhạc. Bây giờ em sẽ thử đến phần mic các bác nhé. Em chỉ sử dụng ở đây đó là một chiếc mic có dây của KTV thôi. Chiếc mic rất là rẻ tiền các bác nhé. Rất là rẻ tiền. Bây giờ em sẽ tắt đi và em sẽ thử tiếng mic này. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12. Các bác có thể nghe thấy khi không qua nâng tiếng này. 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 qua nâng tiếng này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Các bác có thể thấy được là tiếng mic của nó sẽ rõ ràng, nó sẽ thanh hơn. 2 2 3 3 nhả này. 1 1 1 2 2 3 3 3 tăng này. 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 3 4 5 6 nhả ra này, nhả ra này. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rất là lẩy đúng không ạ? Rất lẩy, rất hay luôn. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9. Đối với những con vang lợi Q8 này của bên em thì độ trung hú của nó cũng cực kỳ là tốt rồi. Đây em đã không sử dụng trung hú các bác nhá. Không sử dụng trung hú, chỉ sử dụng exciter là lưng tiếng. Đấy, không sử dụng trung hú. Đấy, các bác có thể nghe thấy được tiếng echo của nó cũng rất là mượt mà rồi, rất là hay rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng ghép thêm chiếc lưng tiếng này vào thì nó sẽ lưng được tiếng mic của mình lên thì rất là hay, rất là thanh. 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9. Các bác có thể thấy được độ hiệu quả của nó. 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9. Nó khác biệt hoàn toàn luôn các bác nhé. 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9. Và cũng theo mục đích và nhu cầu của các bác ấy, thì các bác cũng không biết là cắt hú, chỉnh hú, giảm hú trên những chiếc máy lưng tiếng này như thế nào. Đấy, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác một cách thì rất là đơn giản thôi. Thì các bác có thể biết được đó là hú là do hú rít ấy. Ở mic thì nó sẽ do các giải tần, tần số quá ngưỡng nó sẽ xảy ra. Thường thì nó sẽ ở các tần số cao, nó sẽ gây ra các hiện tượng hú rít. Trong khi đó thì các bác hay sợ ghép lưng tiếng sau vang vì nó sẽ gây hú rít hơn nhiều. Đấy, thì hôm nay em sẽ làm một cái video clip sẽ tăng hú, giảm hú cho các bác có thể thấy. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 như các bác có thể thấy đây. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7. Các bác có thể nghe được tiếng hú của nó đúng không? Một là nó tăng được các giải cao lên hoặc là tiếng mic nó quá lớn thì nó sẽ gây ra hiện tượng hú rít. Đối với những dòng vang cơ này nó rất là tốt rồi, trong hú của nó rất tốt rồi, nhưng hôm nay em cố tình tạo hú để cho các bác có thể nghe thấy. 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6. Các bác có thể nghe thấy được hú của nó không ạ? Các bác có thể nghe thấy được hú không ạ? 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 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
lưng tiếng này, em đang để hướng 12 giờ. Đầu tiên để muốn giảm hú, các bác sẽ hú là do các giải cao, thì các bác có thể giảm bớt các giải tần của hai mic này xuống, các nút của hai mic nó sẽ sử dụng check và tune và process
các bác sẽ tăng lên cho em, các bác sẽ tăng lên một chút cho em và các bác giảm hai mic xuống nhé. Về phần bát thì em chưa chỉnh đâu các bác nhé, bát vẫn để hướng 50 giờ lao mic và các bác chỉ tăng cho em tune preset và giảm hai mic xuống một tí thôi, giảm hai mic xuống một tẹo thôi. Và nếu như các bác muốn thay đổi về phần check ấy, thì các bác có thể tăng hai trên những con vang này lên để tăng được độ check, tiếng check của nó lên. 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 9 1 1 1 2 2 2. Nó là giảm hú rất nhiều rồi, các bác có thể nghe thấy hầu như là không có hú luôn mà giảm rất ít. Trong khi đó em ngồi rất gần loa, các bác có thể thấy đây, loa hai bên của em rất gần, em có thể alo lại, vừa alo mà em sẽ giảm lại và tăng cái hai mic này lên để các bác có thể nghe thấy 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Và bây giờ sẽ tăng lên này, giảm này xuống này 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Các bác có thể nghe tiếng hú mà 2 2 2 3 3 4 5 6 7 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
tăng Procept và Tune Jam, tăng đều hai kênh lên 1 1 1 2 2 3 3 3. Các bác có thể nghe thấy nó giảm cũng rất nhiều đúng không? Đấy, 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Đây là một cái cách cắt hú, cái cách giảm hú rất là đơn giản trên những chiếc máy lưng tiếng này các bác nhé. Các bác chỉ giảm đi 1 tẹo phần 2 mic thôi, 1 tí phần 2 mic các bác nhé, rất ít luôn chứ không phải giảm nhiều. Và các bác tăng tune và tăng Procept này cho em thì nó sẽ giảm hú cho các bác, rất là đơn giản đúng không các bác? Đấy, thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn bác cái ghép lối, bởi vì bác có vang có đẩy thì bác lấy thêm máy lưng tiếng này của bên em, thì em có tặng bác nó là dây rắc đầy đủ để bác cắm xuống đẩy. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách kết nối xuống đẩy hoặc âm ly để các bác có thể sử dụng các bác nhé. Và sau đây này em sẽ hướng dẫn các bác cái ghép lối với vang với cục đẩy các bác nhé. Thì ghép lối là rất đơn giản thôi, thì các bác có thể nhìn thấy hai đầu input nó là hai cổng trắng và hai đầu output sẽ là hai cổng màu đỏ ở bên dưới. Và nếu như các bác sử dụng ca lông thì nó sẽ có output và input đều bằng jack ca lông hết. Nếu như các bác nối sau vang, nghĩa là từ vang xuống nâng tiếng, thì các bác có thể sử dụng đó là từ cổng ra của vang các bác cắm xuống input. Input sẽ là đầu vào nhé, input sẽ là đầu vào của máy lưng tiếng, thì bác cắm từ vang xong xuống input. Và từ hai cổng output này thì bác cắm xuống đẩy thôi. Đấy, dây jack thì các bác có thể sử dụng hoa sen hoặc sử dụng Canon để các bác có thể kết nối, rất là đơn giản đúng không ạ? Từ vang cắm xuống hai đầu input của nâng tiếng và từ hai đầu output của nâng tiếng nó sẽ cắm xuống đẩy. Và cổng sub bass out này, nếu như các bác có sub điện hoặc sub hơi thì các bác có thể cắm từ cổng sub bass out này, các bác có thể cắm ra cục đẩy hoặc cắm ra những chiếc sub điện để các bác có thể chơi. Đấy, rất đơn giản các bác nhé, input là đầu vào và output sẽ là đầu ra, hỗ trợ cả hoa sen và cả ca lông để các bác có thể tùy cắm như thế nào đó dây rắc của các bác để các bác có thể kết nối. Thì đối với những sản phẩm này thì hiện tại em đang bán với giá là 1.200.000 đồng bao ship và tặng đầy đủ dây rắc cho các bác. Thì các bác có nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Rồi chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip lần sau ạ.